Rất nhiều anh chị sống cả một cuộc đời cũng phụ thuộc vào người khác. Mặc dù anh chị có thể là kiếm rất nhiều tiền, cũng có thể là chúng ta là ông này bà nọ, nhưng anh chị chưa bao giờ sống một cuộc đời tự do cả. Vậy thì cuộc đời tự do ở đây mà Nhung nói đến, đó là chúng ta để cho cái năng lượng của mình, cái cuộc sống của mình, cái cảm xúc của mình phụ thuộc vào những lời bình phẩm của người khác. Ai khen mình thì mình vui, mà ai nói cái gì không hay á thì mình để cho cái năng lượng của mình tuột luôn. Mình bước ra mình tìm kiếm một cái cơ hội đổi đời, một cái cơ hội kinh doanh cho mình, một cái cơ hội giúp mình phát triển, giúp mình tự do tài chính. Nhưng nếu chỉ cần những cái người trong gia đình của mình, những cái người thân yêu của mình không thích thì mình lập tức là mình bỏ cuộc luôn. Đó là vì anh chị chưa bao giờ cho phép mình cầm lái bánh xe cuộc đời của mình cả, để mình sống một cuộc đời tự do. Hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cho anh chị một cái bài học rất là hay Nhung được học từ người thầy của Nhung trong câu lạc bộ Trạm Tai Hóa Vàng, để cho Nhung có thể sống một cuộc đời rất là hạnh phúc, trọn vẹn một cuộc đời mà Nhung cảm thấy tự do, vào một cuộc đời mà Nhung cảm thấy là Nhung ao ước từ xưa tới bây giờ luôn. Chúng ta thường nhìn một cái sự vật, sự việc đến trong cuộc đời của mình qua một cái lăng kính, và cái lăng kính này phụ thuộc vào những cái niềm tin, những cái trải nghiệm trong quá khứ của mình cùng một sự vật, sự việc. Nhưng mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau, nên khi anh chị làm một cái việc gì đó mà người khác nhìn vào họ không vui, họ không thích, không có nghĩa là những cái việc anh chị làm nó không đúng, mà chỉ đơn giản là những cái việc đó nó không tương thích với cái lăng kính nhìn của người khác mà thôi. Nó không đúng với những cái niềm tin, những trải nghiệm trong quá khứ của người kia. Vì họ không thích cái điều đó cho nên họ đã buông những cái lời nói không tích cực. Họ từ chối, họ nói này nói kia đối với anh chị, thì anh chị phải hiểu rằng là họ đang nói cái sự việc đó với chính cuộc đời của họ, chứ không phải là họ đang nói anh chị đâu ạ. Không phải là họ đang nói cái công việc mà anh chị đang làm, mà họ đang nói về chính họ đó. Nên là anh chị hãy cho phép mình có một cái sự hiểu biết đúng đắn, có một cái tầm nhìn đúng đắn về những cái việc mà mình đang làm. Khi mà anh chị làm một cái việc gì đó, anh chị hãy tự hỏi rằng cái điều này, cái thứ này, cái việc mình đang làm, cái công việc kinh doanh mình đang làm, có đang làm cái cuộc sống của mình nó hạnh phúc, nó tốt lên, mình có đang theo đuổi những cái mục tiêu, ước mơ thông qua những cái việc này hay không? Nếu câu trả lời là có, hãy tiếp tục làm. Và nếu trên con đường anh chị đang chinh phục những cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình, mà có một cái người nào đó họ đến, họ thúc đẩy, họ ủng hộ, họ tiếp lửa cho anh chị thực hiện cái ước mơ của mình, thì hãy nắm tay họ, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau truyền động lực và cùng nhau tiến lên chinh phục những cái ước mơ, mục tiêu của mình. Còn nếu như cái người nào mà họ không hiểu, họ ngăn cản anh chị, không cho anh chị làm, thì anh chị ạ, anh chị phải hiểu là họ đang nói chính bản thân họ thôi. Họ nói anh chị không làm được đâu, đừng làm những thứ này nữa, mấy cái thứ này vớ vẩn lắm, anh chị không bao giờ đạt được kết quả đâu, không có tốt đâu. Thì chính xác là họ đang nói chính cuộc đời của họ. Nên là đừng có làm theo cái cách người ta nhìn, người ta nghĩ. Đừng có quyết định cái thứ theo đám đông, mà hãy quyết định bằng cả trái tim của mình. Hãy hiểu chính mình và hãy hiểu những cái thứ mà mình đang làm, thì anh chị sẽ sống một cuộc đời rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, đủ đầy, dù anh chị làm bất cứ cái việc gì. Hãy dành cho mình cái quyền tự do, chính bản thân mình, cho chính cuộc đời của mình. Và nếu như anh chị nào ở đây mình cũng đang cảm thấy là mình đang loay hoay, mình chả biết làm thế nào, mình chả biết đi cái hướng nào cho đúng, mình chẳng biết làm như thế nào để tốt bây giờ, mình có nên kinh doanh hay không, mình có nên thử nghiệm trải nghiệm những công việc mới hay không, và chúng ta có quá nhiều cái sự loay hoay không biết chọn cái gì cho tốt, thì Nhung nghĩ bây giờ đã đến lúc anh chị phải phát triển bản thân rồi. Hãy học hiểu về chính mình nhiều hơn và hãy cho phép mình mở tầm nhìn ra. Hãy tham gia rèn luyện cùng Nhung để anh chị có thể hiểu hơn về chính mình và giúp mình có thể tự do chọn lựa sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn nhất anh chị nhé.